Rồi, Rana xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học số 1 của phần đọc và viết. Và trước khi vào bài học, thì Rana sẽ nói một số thông tin để cho mọi người nắm được về phần thi này. Thì ngoài một trong câu hỏi công dân ra, đọc và viết là phần thi bắt buộc. Phần thi đọc thường là câu hỏi và phần thi viết thường là câu trả lời của câu hỏi đó. 34 bài đọc và viết này là dựa trên bản từ vận đọc và bản từ vận viết từ trên website của Sở Di Chú mà tạo thành những câu có nghĩa để cho mọi người dễ ôn luyện. Chỉ cần mọi người ôn luyện kỹ thì vượt qua phần này sẽ không khó đâu và chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cơ hội. Tuy nhiên nếu mọi người đọc và viết đúng lần đầu rồi thì là mọi người sẽ thi đậu phần này. Còn nếu như sai thì sẽ có thêm hai cơ hội nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào bài học số 1. Trên màn hình mà người sẽ thấy được hai phần đọc và viết. Read nghĩa là đọc, write nghĩa là viết. Và câu hỏi cho phần đọc chính là When is President's Day? Và câu trả lời cho phần viết là President's Day is in February. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết phần đọc trước và để mọi người đọc được cả câu thì chúng ta cần phải tập đọc được từng từ hoặc là cụm từ. Rana sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc cũng như là mọi người sẽ có thể học được từ vựng bởi vì Rana có để phần nghĩa của từ ở bên cạnh. Đọc từ đầu tiên: a n n w n w n Những lúc mà Rana ngừng một khoảng thời gian nhỏ thì mọi người nhớ đọc theo. Chữ tiếp theo sẽ là chữ i. i nhưng có âm cuối là âm gì? z z thì chúng ta đọc là is is đối với những chữ nào có nhiều âm tiết như từ presidents thì Rana sẽ tách ra để cho mọi người dễ đọc theo chúng ta sẽ đọc như sau từ này được nhấn ở âm đầu tiên nên chúng ta có r e r e, sắc rẽ và âm p ở phía đầu mọi người đọc bằng cách ngậm hai cái môi lại thật chặt sau đó đọc chữ b nhưng đọc bằng hơi thôi pre pre âm tiếp theo là gì gì chứ không phải là sh nha gì gì dent dent tuy nhiên đây là số nhiều mọi người có thấy chữ s ở sau chữ president không thì đây là số nhiều và chúng ta phải xì ở cuối president president sau chữ president là dấu phẩy đây là biểu tượng của sở hữu và thông thường sau dấu phẩy phải là chữ S nhưng do president là số nhiều rồi nên chúng ta lược bỏ chữ S ở phía sau dấu phẩy và chỉ còn lại dấu phẩy mà thôi có nghĩa là của tổng thống từ tiếp theo chúng ta sẽ đọc là day day mọi người đừng có đọc rõ là day nha bây giờ chúng ta sẽ cùng tập đọc cả câu When is President's Day? Đây là một cách đọc. Và cách đọc thứ hai là mọi người sẽ nối âm. Chữ when và chữ is chúng ta có thể nối lại là When is? When is? When is President's Day? Nói âm thì sẽ nghe hay hơn. Tuy nhiên nếu như mọi người không nói âm được thì mọi người cứ đọc bình thường, không có sao đâu nha. Chúng ta sẽ cùng đọc khi không có phiên âm. When is President's Day? When is President's Day? Khi đi thi, mọi người sẽ thấy câu Please read the sentence trên máy tính bảng hoặc là người phỏng vấn họ cũng sẽ nói Please read the sentence thì mọi người hiểu là vui lòng đọc câu sau thì mọi người sẽ đọc câu đó Bây giờ thì chúng ta cùng thực hành đọc nha Mọi người sẽ tự đọc ngay sau khi Dana yêu cầu Bắt đầu Please read the sentence Phần thứ hai là phần viết và mọi người sẽ phải tập viết những từ vựng này ở nhà thật là nhiều lần để cho nhuần nhuyễn. Bên cạnh mỗi từ vựng có một con số được để trong ngoặc, đó là tổng số ký tự của từ vựng đó mà Rana để đó chủ yếu để cho mọi người có thể kiểm tra lại sau khi mọi người viết để coi coi có đủ số ký tự hay không. Nếu mà thiếu là mọi người biết mọi người đã viết sai rồi ha. Rana sẽ đọc mỗi từ hai lần để cho mọi người biết cách phát âm của từ vựng đó nha president president thường đầu câu mọi người phải viết hoa và những danh từ riêng mọi người cũng phải viết hoa trong trường hợp president này đứng đầu câu đồng thời cũng là danh từ riêng mọi người phải viết hoa chữ p và số nhiều phải có chữ s ở phía sau chữ t và đừng quên dấu phẩy bởi vì đây là sở hữu day day đây là danh từ riêng, mọi người viết hoa chữ đi. is is in in February. February. Tháng 2 là danh từ riêng, mọi người nhớ viết hoa chữ F nha. Để viết được thì mọi người cần phải nghe được người phỏng vấn yêu cầu mọi người viết câu gì và đó chúng ta sẽ có phần luyện nghe. Mọi người sẽ được nghe Rana đọc hai lần, đồng thời nhìn thấy chữ trên màn hình. Và lần thứ ba sẽ là không có chữ. President's Day is in February. President's Day is in February. Chú ý trong câu này người ta có thể nói âm như sau. President's Day is in February. President's Day is in February. Lần thứ ba, mọi người tập trung nghe để xem có nghe được hay không bởi vì không có chữ trên màn hình. President's Day is in February. President's Day is in February. Khi đi thi người phỏng vấn thường sẽ nói, "Please write the sentence." Khi họ muốn yêu cầu mọi người viết câu gì và họ sẽ đọc câu đó ra, bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành viết. Dana sẽ đọc câu và mọi người sẽ viết ra những từ mà mọi người nghe được. Bắt đầu. Please write the sentence. President's Day is in February.